tung hả? Tung. Đó chạy chặt ai. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một chùa Năm Tông Khmer. Hôm nay là ngày mùng 1 theo Tết của người Khmer Chon Chon Năm Thamay. Thì một cô bác quý anh chị có thể thấy hình ảnh các vị sư đang hình như là rước tượng Phật hay sao á. Mọi người thấy khá là long trọng ha. Thì lễ rước Phật thì sư để tôi có đồ nói đi làm lễ cho đó à, đang nuôi cá. Nuôi cá. Tô làm lễ tô cho nuôi cá. Làm lễ tô cho nuôi cá. Tô. Làm lễ tô. Tô. Ai lê. Ê vô bằng chén vô bằng chén. Bằng chén lê. À tu đây tu đây ra đạo ca nên thầy ca. Ở trên này có một cái lệnh mọi người, và vị sư này đang rước tượng Phật. Các sư của chùa Năm Tông đều đi chung trần đó mọi người. Hình ảnh phía sau này là nữ thần Apsara đang rước Phật rước Phật. Vậy thuốc quan tới vô thuốc bị đỡ mấy không? Vậy cảnh đúng không? Vậy cảnh nó vô bị gì bị đỡ không? Bị đỡ thuốc không? Cái này là miếng lướt. Vậy lỡ mới sao? Sập tàu dầu thơm vào núi cát đó mọi người. Đây là một cái núi cát này. Cái này gọi là làm lễ cho núi cát hả sư? Những ngày mà cuối năm Tết của Khmer đó thì các vị sư phải đắp những cái núi cát như thế này nè mọi người. Và hôm nay là làm lễ của các núi cát này. Và hình ảnh này là cô chị thấy là nữ thần Apsara.
một hình ảnh khá là đẹp. Và đoàn đi cuối cùng đó chính là các Phật tử. Thì các Phật tử ở Khmer ở đây thì đa số đều mặc một cái trang phục màu trắng đó mọi người. Ngày hôm nay là ngày mùng 1 Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây, thì các Phật tử vào đây để mà làm cái lễ đó. Con chào bà. Chào bà. Tháp cát này thì mình thấy có những cái tầng lên nè. Và trên này có một Phật, vị Phật. Thầy sư, cho con hỏi thì con không rành lắm, không biết lễ núi cát ý nghĩa như thế nào thầy sư ha. Dạ, hỏi sư kia sư. Dạ, dạ. Không cần tiếng Việt mấy, nói tiếng Khmer thì được ha. Rất là đặc sắc luôn rồi ha. À, bốn núi cát và bốn cái hình khác nhau mọi người. Bên kia hay là hình tròn đó mọi người thấy không? Dặn ngày qua lời đó có lời là. Bà núi cát thì có ý nghĩa gì ấy bà? Núi cát này là núi cát hả? Dạ. Có ý nghĩa mình tội lỗi gì mình rửa tội á. À, rửa tội. Mình đốt nhang đó là rửa tội á, rửa tội đất nước. Mình nói xin lỗi á. Mình ở mọi ngày này mình dơ giấy dơ trong đất trong nước á. Dạ. Phải rửa tội. Ngày đầu năm như thế này là rửa tội. Con thấy bà tròn một cái khăn gì hả bà? Này mấy bà đi thiếp. Đi đâu? Đi thiếp ha. Đi thiếp. Dạ. Mấy bà này gầm 30 gì ăn cơm có mũi à. À, như bà là gầm 30 là ăn cơm có mũi. Ở trên này có hình của Đức Phật Thích Ca nè mọi người. Các cụ ở đây đều trên 60 hết à. 70. Là cúng cái lễ cát này nhằm mục đích là rửa tội. Dạ. Dạ, tại vì ngày mà thường mình cơ thể của mình vô á. Chụp ở đó rồi đồ ăn cũng ta chụp lên luôn. Dạ. Mướp non gì đồ mình ăn á. À. Cũng xin lỗi luôn sợ. À, còn ở đây cái tháp cát này là sao bà? Này cũng đất cát á. Dạ. Núi đất cát á. Cũng rửa tội luôn hả bà? Rửa tội luôn, cái này bự hơn ở đó nữa. Dạ. Theo bà chia sẻ thì đây là một cái lễ hội rửa tội vào cuối năm. Dạ. Tôi nói cho nghe. Rồi con ông trời á, năm đứa. À. Năm trời ông trời mới này nè. Dạ. Rồi cái có đạo lên nó là mẹ. À, đâu bà cái này. Bà năm con này là năm con. Con ông trời. Trời trời mới này nè. Dạ. Lamani chết thời gian. 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 Lamani
Đây là cái tháp cát bờ bự nhất ở trong cái ngôi chùa này. Tháp cát này là tháp cát bự nhất. Dạ. Là xong là lễ cúng tháp cát cho Hoa Sơn. Dạ. Dạ, bây giờ thì các Phật tử bây giờ là sư làm lễ hồi nãy đó. Dạ. Nó không phải là đóng cát nữa. Dạ. Đó là một cái ngôi tháp mà trên thiên đình đó. À, bây giờ ngôi tháp này hiện kịch tại ở thiên đình ha. Hồi sư làm nó vẫn là một cái đống cát bình thường vậy thôi. Khi mà sư mới làm cái lễ hồi nãy đó, bây giờ nó không phải là đống cát bình thường nữa. Hiện tại nó đang là một cái ngôi tháp mà hiện tại đang ở trên cái dạ. Thì mình không thể nào mà mình đứng lên mình mang dép mình đi lên trên đây được, mình đi xung quanh mình thắp nhang mình phải bỏ dép ra. Dạ. Vậy thì bốn cái tháp nhỏ xung quanh là đại diện cái gì vậy sư? Đây là sư làm đại diện cho, cũng như là mình làm cho Phật tử để qua, cũng như là theo cái phong tục á, cái phong tục, cái tạp quán, cái lễ chôn thân mây của đồng bào dân tộc Khmer gì đó. Thường thường là người ta thường lấy cái đất cát gì đó làm thành cái tháp như vậy để Phật tử có dịp nghĩa là hiểu rõ cái phong tục tạp quán hơn, cái phong tục của người Khmer hơn. Con nghe nói rằng là đây là một cái tháp cát để mà các Phật tử đến đây để rửa tội đúng không sư? Đây là do cái cũng như là người xưa hồi cũng như là mình tạo ra cái tháp này để chi, để cho Phật tử có một cái bài cũng như là có một cái chuyện mà nó dính giáp đến chuyện rửa tội á, nhưng mà nên mình học bên Phật giáo, mình không nên nghĩ rằng là mình có thể mình tạo ra một cái tháp như vậy mà mình có thể rửa được cái tội của mình. Không phải, tại vì sao? Tại vì Đức Phật của chúng ta đã dạy chúng ta rằng tội lỗi mà mình đã tạo rồi thì tất nhiên là mình phải nhận rồi. Con muốn thắp nhang á là con phải tháo dây tháo dép ra. Dạ đúng rồi. Dạ. Để sao? Để mình chứng tỏ đây là một cái ngôi tháp nó đang ở thiên đàng. Dạ. Nãy giờ thì cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn có thể thấy được rằng các vị sư Nam Tông đang tụng những cái bài kinh xoay quanh bốn cái tháp cát ở trên kia. Và đây là cái tháp cát cuối cùng, có nghĩa là tháp cát này giống như là một tháp cát thắt, một cái tháp cát trung tâm ở mọi người. Theo chia sẻ của sư phó ở trong chùa này thì lúc các vị sư đắp cát những ngày trước Tết thì đó là những một cái tháp cát bình thường, nhưng sau khi các vị sư tụng những cái bài kinh thì hiện nay cái tháp cát này là một cái thiên đàng ở trên thiên đàng đó mọi người. Và khi mà các Phật tử muốn đến đây để mà thắp những cái nén hương hay là đụng vào cái tháp cát này đó thì phải tháo cái giày của mình ra nè, tháo cái giày này ra và thắp hương. Và cái tháp cát này được giữ cho đến là hết những ngày Tết cho năm theo may luôn mà mọi người, có nghĩa là giữ từ ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Có một ý kiến của một cái cô Phật tử cho rằng thì đến cái tháp cát này đó thì sẽ cúng bái thì coi như là rửa tội, nhưng mà chắc có lẽ là cô thì không rành tiếng Việt nhiều nên mình sẽ giải thích như thế này. Khi đến thắp hương những cái tháp cát như thế này đó thì coi như là rửa những cái bụi trần, những cái dơ giấy ở trong cơ thể con người ở trong cái trần gian này, và sẽ giữ cho cơ thể của mình luôn sạch sẽ mọi người. Thì rất mong video clip này sẽ mang cho cô bác quý anh chị một điều thú vị về một cái Tết của người Khmer ngay tại chùa Nam Tông Khmer này, tại huyện Trà Cú thuộc tỉnh Trà Vinh. Mặc dù là thông tin khá là ít ỏi về một cái Tết cổ truyền của một cái Tết của người Khmer, nhưng nó sẽ mang cho cô bác quý anh chị một điều gì đó bổ ích và cũng như là thông tin cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau về chuỗi những cái video clip về Tết chôn
trên trên năm thông an như thế này mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ạ.